Còn lưu ý một điều cho em về là khi chúng ta mua vaccine về chúng ta cần phải để hết lạnh nhá. Hết lạnh thì khi chúng ta tiêm vaccine vào cơ thể của con lợn có thì nó mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Tránh hiện tượng khi mua vaccine về mà chúng ta chưa hết lạnh chúng ta tiêm vào, nó sẽ phản tác dụng và không tạo được hệ miễn dịch trong chăn nuôi lợn nhá. Rất là nhiều đàn lợn đã bùng dịch do nguyên nhân là chúng ta tiêm quá sớm, làm cho cái vaccine nó chưa hết lạnh mà chúng ta đã đưa vào cơ thể của lợn rồi. Thì chúng ta hình dung là nhiệt độ vaccine nó sẽ dao động từ khoảng 2 đến 8 độ. Khi chúng ta mua về thì nó sẽ được 10 độ, 15, 20 độ. Mà cơ thể của con lợn chúng ta thì nó trên 37 độ C. Và khi đó thì khi chúng ta đưa vaccine vào nó sẽ sốc nhiệt và con lợn chúng ta bị stress. Thậm chí có những hiện tượng tử vong sau vaccine. Sau khi tiêm vaccine thì bà con chúng tôi chú ý là để hết lạnh, để chúng ta có thể là tạo hệ miễn dịch tốt nhất khi chúng ta nắm vaccine, để hết lạnh chú ý nhé, để chúng ta đạt hiệu quả tốt nhất khi chúng ta nắm vaccine.